Top 10 tỉnh thành có chỉ số thương mại điện tử cao nhất cả nước. Khoảng cách chênh lệch trong phát triển thương mại điện tử giữa các địa phương vẫn là vấn đề lớn khi thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội bỏ xa những tỉnh thành phố còn lại về chỉ số thương mại điện tử. Với thang điểm 80 được tổng hợp từ 3 tiêu chí gồm nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin, giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng và giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp. Cùng báo Công Thương điểm danh top 10 tỉnh thành phố có chỉ số thương mại điện tử cao nhất cả nước. Vị trí thứ 10 là Cần Thơ, 8,59 điểm. Vị trí thứ 9, Bắc Ninh, 9,41 điểm. Thứ 8, Khánh Hòa, 9,71 điểm. Thứ 7, Bà Rịa Vũng Tàu, 9,99 điểm. Thứ 6, Hải Phòng, 11,11 điểm. Thứ 5, Đồng Nai, 11,14 điểm. Thứ 4, Bình Dương, 14,76 điểm. Thứ 3, Đà Nẵng, 19,04 điểm. Thứ 2 là Hà Nội, chỉ số thương mại điện tử đạt 55,66 điểm. Và vị trí thứ nhất đó là Thành phố Hồ Chí Minh, 67,63 điểm.